đứt cộng dây điện thoại, đứt cộng dây điện thoại mà xe chữa cháy này, gọi cái là cảnh sát police ambulance chữa cháy tới luôn một lúc luôn. The fire truck. Leo trên xe coi đúng không? Ờ, fire truck này có police car nè, có fire truck nè, có xe chữa cháy nè, đúng không? Có mấy chú làm việc nè. Ừ, bên này nè, xe chữa cháy nè, có ambulance nè. Tới một lúc luôn. Fire truck. So we need a fire to use water. A fire truck. Rút nhà mình luôn ha. Ở trên ha. Yeah. Oh, look, boy. This is fire truck. Yeah. Ở bên này mà có cái gì á là họ gọi là gọi cho police là chữa cháy ambulance nó tới một cái rẹt đây. Trong vòng 10 phút là có mặt đầy đủ luôn. Ở sau cùng kia là chiếc xe cứu thương. Ở giữa hai chiếc đây là xe chữa cháy đó. Một xe chở chạy bột, một cái chở nước á. Còn đây là chiếc xe cảnh sát họ tới, họ chặn đường đầu tiên. Tại vì sáng nay có một chiếc xe tải nó chạy nó mang cái đường dây điện. Dây điện thoại nhưng mà dây đã nặng quá, cái giật cái nhà bên cạnh kia thì gãy nguyên một cái miếng gỗ xuống luôn đó. Cả nhà các anh chủ nhà đứng đó gãy cái miếng gỗ nó thòng xuống ngay cái cửa luôn. Giờ cảnh sát họ tới chụp hình lấy lời khai nè. Không có gì qua ghê gớm lắm cho nên đi rồi. Đi vô hai đứa. Nhà đó cũng là nhà của một anh Việt Nam, hàng xóm mình người Việt Nam. Cái nhà thấy không, cái cửa sổ có một cái thanh gỗ đây nè. Cái thanh gỗ đó nó thòng xuống đó, ngã xuống đó, nó là bị xe tải nó giật cái cổng dây điện, nó giật luôn cái miếng gỗ đó ra luôn, nó nổ lốp bốp gì đó. Bây giờ sợ quá phải gọi nó chứ đâu chữa cháy cho đồ đó, sợ điện nó chập nè, rồi sợ cái này cái kia.